Chào các bạn, mình là Nguyễn Hùng Cường, trưởng phòng đào tạo tại NIT ICT Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về loạt bài giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java. Thì trong loạt bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bắt đầu tự học về ngôn ngữ Java. Chúng ta sẽ giới thiệu về các thành phần cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình Java. Sau đó đến các chương tiếp theo, chương 2 chúng ta sẽ học được các cấu trúc điều kiện ở trong ngôn ngữ lập trình Java để các bạn nắm được cú pháp ngôn ngữ. Về chương 3 chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến mạng trong Java, bao gồm việc khai báo, khởi tạo, sắp xếp, duyệt mạng, thao tác với mạng. Và trong 3 chương tiếp theo, từ chương 4 đến chương 6, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề rất quan trọng trong lập trình Java cũng như trong các lập trình khác, đó là chúng ta tìm hiểu về phương pháp lập trình của đối tượng với Java. Và ngoài ra thì trong series bài học này thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu về một số các chủ đề khác đang được cập nhật. Thì mỗi một phần thì sẽ có rất là nhiều ví dụ và chúng ta sẽ tìm hiểu qua các ví dụ để cho các bạn để nắm bắt một cách nhanh nhất. Vậy ai có thể học ngôn ngữ lập trình Java? Java là một ngôn ngữ lập trình đối tượng dễ học và rất mạnh mẽ, dễ phát triển. Vì vậy mọi người đều có thể học được ngôn ngữ lập trình Java này. Và sau khi chúng ta học ngôn ngữ lập trình Java cơ bản và đối tượng xong, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục học tiếp, phát triển các ứng dụng phần mềm Java Desktop. Chúng ta phát triển Java Web cũng như phát triển các app Android bằng Java. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học bằng các ví dụ đầu tiên.